Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, cho tôi bức xúc một tí xíu. Tôi có một cái khách hàng, tôi bảo là tôi sẽ nhận với vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Họ bảo rằng với tôi rằng là sao tôi đưa hồ sơ chị Thu không nghiên cứu. Tôi bảo rằng chị ơi, với cái hồ sơ của chị thì tôi sẽ đã nghiên cứu và cái việc đó thì tôi cũng đã từng làm qua. Thì chị bảo với tôi rằng là nếu mà luật sư nhận vụ việc mà luật sư thấy thắng thì luật sư hãy nên nhận. Đố quý vị và các bạn, tôi nhận không? Thưa quý vị và các bạn, trong phiên tòa thì có kẻ thắng và người thua. Và thêm một câu nói nữa làm cho tôi bức xúc, rằng là khi tôi nói rằng là một cái trình tự thủ tục nào đó trong phiên tòa thì chị đã quát tôi một cái câu là luật sư không rành luật. Nhưng cái câu chuyện luật sư không rành luật thì tôi sẽ kể đến quý vị và các bạn. Và cũng mong muốn cho những ai cho rằng chúng tôi là những người chuyên gia, tất tần tật chúng tôi đều biết, đều là không đúng. Tôi ngồi nói chuyện với anh em bạn bè thẩm phán là luật sư thì có hai luồng khác, quan điểm khác nhau. Một cái quan điểm thứ nhất cho rằng là nếu trong trường hợp là tội trộm cắp tài sản theo quy định của điều 136 đó thì chúng ta sẽ thuộc người nào cưỡng đoạt tài sản lén lút có hành vi gì đó thì bị phạm gì đó bắt buộc phải thuộc, hay là người nào cố ý gây thương tích tỷ lệ thương tật bao nhiêu phần trăm là phải thuộc. Còn một cái luồng quan điểm thứ hai nữa là không cần thiết phải thuộc cái điều luật, mà chúng ta nếu trong trường hợp chúng ta biết cái điều luật đó nó nằm ở chỗ nào là chúng ta lật được. Thì thôi thì mình cũng là bộ óc của một con người, nếu chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ biết được và sẽ cầm, sẽ cả nóng và sẽ biết lật cái điều luật nó nằm ở chỗ nào. Còn nếu như chúng ta không làm thì chúng ta không biết, đó là chuyện đương nhiên. Và cũng muốn gửi thông điệp với cái chị khách hàng của tôi rằng chị ạ, không ai có thể biết tất cả, nhưng tôi nói với chị rằng tôi sẽ cố gắng. Trong trường hợp tôi không biết những quy định của pháp luật thì tôi sẽ là người cầu tiến và học quy định của pháp luật. Thôi nói nhông dài quá, hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái điều quy định của pháp luật là người làm chứng trong bộ luật hình sự. Người làm chứng trong bộ luật tố tụng hình sự. Đây là cái điều tôi không biết nè quý vị và các bạn. Đây là cái điều mà tôi vẫn biết là người làm chứng, nhưng những cái quy định về người làm chứng trong bộ luật tố tụng hình sự, thật ra là nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người bị hại, bị cáo thì thật sự ra nó đã nằm trong cái kiến thức của luật sư rồi. Tuy nhiên đó là người làm chứng thì rõ ràng tôi không biết, nhưng tôi biết ở điều 66 người làm chứng. Chúng ta đi một cái vụ án hình sự trong cái vai trò là người làm chứng. Tôi thấy cái sự việc đó và tôi kể lại bằng cái ngôn ngữ của tôi. Thì trước đây có một cái cơ quan điều tra đã lấy cái người làm chứng, người con làm chứng cho thấy cái việc đó của ba mình và cho là không thuyết phục. Tôi nói đâu xa, tôi có một cái tai nạn giao thông phía trước nhà tôi thì dẫn đến cái hành vi là cái người bị hại đó chết. Thì khi tôi ra làm chứng tôi bảo rằng là thôi tôi không làm chứng đâu, tại vì nếu như tôi làm chứng trong cái vụ này biết đâu mai mốt người ta mời trong cái vai trò luật sư thì tôi không thể là người làm chứng và vừa là luật sư. Đó là một câu đùa và cũng là một câu rất là chân tình thưa quý vị và các bạn. Hôm nay thì theo quy định của điều 66 người làm chứng, đây là điều tôi cần phải cập nhật đây quý vị và các bạn. Luật sư hỏng rành luật, bộ luật tố tụng hình sự quý vị và các bạn ha. Theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thì người làm chứng
là người biết được những cái tình tiết liên quan đến về tội phạm, về vụ án, và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập để làm chứng. Thấy đó, biết đó. Và được cơ quan, có hai vế nha quý vị và các bạn, là người biết được những tình tiết liên quan đến tội phạm và được cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập đến để làm chứng. Có thể tôi biết nhưng tôi không ra làm chứng, cũng có thể tôi biết nhưng tôi sẽ ra làm chứng, sẽ trở thành người làm chứng trong tố tụng hình sự. Và luật quy định có hai dạng người không được làm chứng: người bào chữa của người bị buộc tội. Chậm lại ha quý vị, hai loại người không được làm chứng: người bào chữa của người bị buộc tội. Giờ tôi làm chứng rồi, bây giờ tôi lại là luật sư bào chữa. Rõ ràng hai vị trí nó là hoàn toàn khác nhau. Thôi thì bây giờ nếu như trong trường hợp đã làm chứng rồi thì không làm luật sư, mà không làm luật sư thì đã làm luật sư rồi không làm chứng. Như vậy cho nó mang tính chất khách quan. Cái loại, cái dạng thứ hai đó là người do nhược điểm về thể chất, tâm thần hoặc thể chất. Bây giờ tôi thấy cái sự việc hai người đánh nhau, thật sự tôi mù làm sao tôi thấy được. Trước đây có một cái tình tiết mà anh luật sư ảnh bảo rằng là cái tội dâm ô trẻ em đó, truy tố và cuối cùng đưa ra hai cánh tay của họ, hỏi sờ bằng gì? Sờ bằng cánh tay. Bị cáo nói thưa hội đồng xét xử, tôi không có cánh tay. Thì làm sao? Người nhược điểm về thể chất hoặc về tâm thần, không có ai mà đưa cái ông mà gọi là tâm thần nặng hoặc khùng khùng mát để mà đi làm cái việc làm chứng bao giờ. Ít ra là cái người đó cũng phải mang tính chất là minh mẫn, sáng suốt. Người làm chứng có một cái số quyền như sao quý vị và các bạn? Tôi thấy trong phim tôi thích quá. Giơ tay, tôi sẽ là người làm chứng. Tôi hứa là sẽ trung thực. Tôi nhớ có lần tôi đi lãnh sự quán Hoa Kỳ á, thì tuyên thệ thì tùy theo quốc gia thôi. Tôi thấy chủ tịch quốc hội cũng tuyên thệ hay quá quý vị và các bạn. Nó làm cho một cái sự tôn trọng của con người. Cái lời nói của con người nó có thể là ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc. Nếu tôi thấy chính xác anh đó giết người, nó làm cho cái sự việc trở nên nhanh chóng. Nếu anh đó, cho dù anh đó có chối tội đến mức độ nào. Và tôi thấy cái tuyên thệ trong phim đẹp quá, tuyên thệ trong cuốn sách Kinh Thánh cũng đẹp quá. Một hình ảnh của cái người làm chứng, còn thì tùy theo cái trái tim của người làm chứng họ muốn như thế nào. Thì trong cái người làm chứng có quyền á, thì bộ luật tố tụng hình sự cho họ bốn cái quyền: quyền được thông báo, được giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại cái điều này. Thứ hai là quyền được cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích pháp của mình, người thân của mình khi bị đe dọa. Cái này chúng ta thấy rõ là trong những cái vụ mà người làm chứng trong những cái vụ mà khiếu kiện hành chính, hoặc là tố cáo tham nhũng, hoặc là tố cáo những cái hành vi mà khi mà thấy như vậy thì những cái thế lực đen họ bảo rằng nếu mà mày ra làm chứng là mày coi chừng á, tao không giết mày đâu, tao giết con mày chẳng hạn. Thêm những cái quy định nữa là cái điều thứ ba, đó là khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc mình tham gia làm chứng.
Ông kêu tôi ra làm chứng mà tôi trả lời cho ông rằng là tôi thấy cái việc đó, mà ông trả lời là ông ghi vô nội dung ông đó là không đúng, là tôi có quyền khiếu nại đó. Được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật. Cái này thì do ít cho nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái chi phí tố tụng, ví dụ như nếu cần thì các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ mời. Nó giống như một cái chi phí của người phiên dịch. Họ phải bỏ thời gian, công sức để đến tòa để làm sáng tỏ tình tiết của vụ án, thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải trả cho họ những cái chi phí thầu xe chẳng hạn. Các bạn thấy không? Quyền thì có 4 quyền, tuy nhiên nghĩa vụ chỉ có 2 thôi. Người làm chứng có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không có lý do bất khả kháng hoặc không có trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết nguồn tin của tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải. Anh làm chứng á, nhưng mà nội dung của lời chứng của anh rất là quan trọng đó, anh khai rồi đó mà anh không đi á là anh có thể bị dẫn giải đó. Cái thứ hai, trình bày trung thực những tình tiết mà mình biết liên quan đến nguồn tin của tội phạm, chắc chắn rồi. Nếu chúng ta xác định chúng ta ra với vai trò nhân chứng, chúng ta cũng phải nên làm như vậy. Đó là cái lương tâm, là cái đạo đức của một con người. Người làm chứng khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không có lý do bất khả kháng hoặc không có trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm về hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Cơ quan tổ chức nơi người làm chứng làm việc hoặc học tập có trách nhiệm tạo điều kiện để họ tham gia tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong điều 66 của Bộ luật tố tụng hình sự cũng đã gửi đến cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thôi thì từng bước tôi sẽ song hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin mong quý vị và các bạn ủng hộ tôi bằng một lời động viên. Xin trân trọng cảm ơn.